trong chương trình sáng tạo 102 ngày hôm nay, chú Trường sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một chiếc hộp đồ chơi. Chiếc hộp này vô cùng đặc biệt, khi mở ra sẽ có cực kỳ nhiều cách chơi ở bên trong. Nó giống như một chiếc hộp thần kỳ vậy. Các bạn đã tưởng tượng ra được chưa nào? Chúng mình hãy cùng bắt tay vào làm nhé. Các bạn ơi, với chiếc hộp đồ chơi này thì đây sẽ là một sản phẩm 3 trong 1. Trong cùng một chiếc hộp thôi nhưng có đến 3 trò chơi khác nhau cơ. Và nguyên liệu chính của chúng mình đó là bìa cắt tông, cốc giấy và những quả bóng. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên chúng mình sẽ làm một chiếc hộp từ bìa cắt tông. Các bạn cùng quan sát xuống nhé. Các bạn ơi, đây là chiếc hộp bí mật của chúng mình. Khi mở ra sẽ có các trò chơi ở bên trong này. Sau khi các bạn đã tạm gắn bằng băng dính, bây giờ chúng mình sẽ cố định chúng bằng súng bắn keo. Và trò chơi đầu tiên của chiếc hộp này đó là trò chơi ném bóng. Đầu tiên chúng mình sẽ sử dụng một chiếc bút chì. Các bạn sẽ đục một lỗ ở phần đáy của chiếc cốc này. Các bạn sẽ cắt một đoạn dây len như thế này. Sau đó sẽ luồn sợi dây len. Chúng mình sẽ thắt nút để cho chiếc dây này không tuột ra khỏi phần đáy của chiếc cốc. Và tiếp theo chúng mình sẽ treo những chiếc cốc này vào trong chiếc hộp. Và bây giờ chúng mình hãy cùng treo những chiếc cốc này vào bên trong lòng của chiếc hộp nhé. Chúng sẽ sử dụng băng dính trong để cố định những chiếc dây vào phần nóc của hộp. Vậy là chú đã gắn xong những chiếc dây lên trên nóc của chiếc hộp này. Bây giờ chúng mình hãy cùng xem trò chơi này nhé. Cách chơi của trò chơi này đó là chúng mình sẽ cầm những quả bóng đứng từ xa và ném sao cho quả bóng có thể chạm được vào những chiếc cốc này. Vậy là chú đã làm được 1/3 của chiếc hộp đa năng này rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng làm phần thứ hai nhé. Ở trò chơi thứ hai, chúng mình sẽ có một tấm mở ra như thế này. Và trên đây chú sẽ xếp những chiếc cốc. Chúng mình sẽ có trò ném bóng vào cốc. Ở trò chơi này chú sẽ sử dụng cốc màu trắng. Chúng mình sẽ xếp trước. Sau đó chúng mình sẽ sử dụng bút chì để đánh dấu. Và sau đây chú sẽ sử dụng súng bắn keo để cố định những chiếc cốc này vào trong phần đáy. Các bạn ơi, sau khi chú đã gắn được các chiếc cốc vào trong phần đáy, bây giờ các bạn sẽ cùng gắn chúng vào chiếc hộp như thế này. Mở ra, chúng mình đã có 2 trò chơi rồi. Các bạn ơi, nhìn này, đây là chiếc hộp bí mật của chúng mình. 2 trò chơi. Và bây giờ chúng mình sẽ sử dụng băng dính gai để làm phần cố định cho chiếc hộp này. Mỗi khi mở ra và đóng lại sẽ rất là gọn. Sau khi gắn băng dính gai thì chúng mình sẽ có phần cố định như thế này. Chỉ cần mở ra là xong. Vậy là chú đã hướng dẫn cho các bạn cách làm trò chơi trong cùng một chiếc hộp như thế này. Vậy còn trò chơi thứ ba là gì? Hãy cùng quan sát nhé. Chúng mình sẽ sử dụng những chiếc cốc này và xếp một chiếc tháp ở trên. Các bạn ơi, với chiếc hộp này chúng mình sẽ sử dụng những quả bóng để chơi các trò chơi ở đây. Trò chơi thứ nhất, ném bóng vào những chiếc cốc đang được treo. Trò chơi thứ hai, ném bóng vào những chiếc cốc đang ở đây. Và trò chơi thứ ba, đó là chúng mình sẽ ném đổ chiếc tháp cốc này. Vậy là trong chương trình sáng tạo 102 ngày hôm nay, chú Trường đã hướng dẫn cho mọi người cách làm một hộp đồ chơi 3 trong 1. Với những trò chơi này thì các bạn có thể rèn luyện được khả năng quan sát này, phù hợp giữa tay và mắt và cũng cần một chút kiên nhẫn nữa. Và các bố mẹ ơi, với những trò chơi này thì sau khi chơi xong các con sẽ cất gọn đồ chơi vào. Như vậy chúng mình cũng có thể học hỏi được sự ngăn nắp và gọn gàng. Và còn rất nhiều những gợi ý khác của chương trình Sáng Tạo 102 sẽ được giới thiệu trên fanpage cũng như kênh YouTube VTV7 Kids. Các gia đình nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.